Xin chào các bạn nhé. Trong số các cái màn hình tương tác thông minh được sử dụng trong các cái lớp học thì kích thước màn hình 65 inch là một trong những cái kích thước mà phù hợp và phổ biến nhất hiện nay. Bởi vì đối với kích thước này, chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt cố định hoặc là chúng ta sử dụng di động đều rất là ok. Trong trường hợp chúng ta cần phương án di động thì chúng ta sẽ mua thêm một cái chân đứng di động có bánh xe, chúng ta có thể đẩy qua lại. Còn trong trường hợp chúng ta muốn lắp cố định thì kích thước 65 inch nó cũng không chiếm quá nhiều diện tích của một cái lớp học. Đối với một cái màn hình tương tác thông minh thì độ phân giải hiện tại phổ biến nhất là độ phân giải 4K và được tích hợp hầu hết các ứng dụng smart. Và một cái điều đặc biệt không thể thiếu được đó là cái tính năng tương tác bằng tay và tương tác bằng bút, giúp cho giáo viên và học sinh có thể dễ dàng thao tác, viết, vẽ trên cái màn hình này một cách dễ dàng và thuận tiện. Đối với màn hình tương tác thông minh thì nó sẽ giúp cho cái việc dạy và học trở nên hiệu quả, tiết kiệm được thời gian cho cả học sinh và cả giáo viên. Chi phí để đầu tư một cái màn hình tương tác thông minh hiện nay thì cũng không quá là cao. Tùy theo kích thước cũng như là tùy theo hãng mà chúng ta sẽ có các cái kích thước cũng như là những cái màn hình nó sẽ phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của mỗi lớp học. Nếu các bạn có nhu cầu đầu tư cho mình một cái màn hình tương tác thông minh cho lớp học của chúng ta thì hãy liên hệ ngay với công ty VNPC chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chúng tôi có hàng demo sẵn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hỗ trợ giao hàng lắp đặt tận nơi hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn.